Sách Nghĩ Giàu và Làm Giàu. Vài lời về cuốn sách và tác giả. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy một kế hoạch đã được kiểm nghiệm. Làm thế nào để trở thành người giàu có? Cuốn sách sẽ bày cho bạn cách hành động và hành động ngay lập tức. Sẽ kể về điều giúp một con người suốt đời tiến lên phía trước, xây dựng hạnh phúc của riêng mình và nhân tài sản lên trong khi những người khác còn chưa bắt đầu. Thật ra thì cái gì tiếp thêm cho người này sức mạnh và nghị lực trong khi mặc cho người khác bị động? Tại sao họ có thể nhìn ra tương lai trong hàng núi vấn đề và tiến đến điều họ thường mơ ước, không để ý đến những đòn đánh ác nghiệt của số phận? Trong khi đó, những người khác hành động một cách tuyệt vọng, luôn luôn sai lầm và cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều năm về trước, Napoleon Hill, trong lúc nói chuyện với Andrew Carnegie, một trong những người giàu có nhất hành tinh, cảm giác như mình đã thấy được sự lóe sáng của điều bí mật vĩ đại này. Carnegie khuyên Hill nên phân tích các phương pháp mà những người nắm được bí mật này đã sử dụng và đưa ra công thức thành công để làm mẫu và thí dụ cho toàn thế giới. Cuốn sách này mở ra điều bí mật và đưa ra kế hoạch hành động. Từ năm 1973, cuốn sách này đã trải qua 42 lần xuất bản và vừa ra đã hết ngay lập tức. Lần xuất bản này có bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, trong đó có cả việc tóm tắt lại phần đã trình bày trong mỗi chương. Rốt cuộc, cuốn sách này chỉ ra con đường duy nhất đúng để khắc phục tất cả các chướng ngại vật, đạt tất cả các mục tiêu đã đặt ra và thành công, giống như trong phim ảnh, đến với bạn từ con sông bất tận của thời gian. Cuốn sách này sẽ làm bạn sửng sốt về năng lượng cải tạo cuộc sống. Sau một thời gian, bạn sẽ hiểu tại sao những người tự tin vào bản thân mình lại đạt được tài sản to lớn và hạnh phúc, bởi vì chính bạn sẽ trở thành người như vậy.